Chiều 30 Tết các bác ơi. Sắp 4 giờ 30 rồi. Đã nhiều nhà vườn thu dọn về hết rồi. Đào nước cũng đã đào cành đã thu bó lại để dọn dẹp hết rồi. Còn rất ít người mua thôi. Vẫn còn người mua nhưng rất ít thôi. Vẫn còn người mua nhá. Trời rất là mưa. Vẫn có người mua gì vậy? Vẫn có người mua nha các bác nhá. Vẫn có người mua cây gì vậy? Xin chào các bác. Bây giờ là 15:33 chiều ngày 30 Tết các bạn. Chiều ngày 30 Tết và rất là mưa, trời rất là mưa các bạn. Lạnh thì chưa lạnh lắm nhưng mà đang rất là mưa. Mưa rất là nặng hạn. Đấy, hôm nào vừa đốt pháo đấy. Đấy thì tôi vẫn đang ở Hà Nội. Tôi vừa mới xuống đến Hà Nội để thắp hương. Bởi vì là mình ăn Tết ở quê mà các bác. Thì nó cũng không xa lắm, cách có gần 30 cây số thôi là về đến quê thôi. Thì xuống tranh thủ xuống thắp hương để ăn Tết ở quê. Ở trên này nó cũng đỡ nguội lạnh các bác. Đấy thì chờ hương hết rồi tôi lại về quê thôi. Về quê các bạn. Thì cũng tiện đây thì cũng chia sẻ với các bác đôi điều. Là cũng thứ nhất là cảm ơn toàn thể các bác. Có những người đã theo dõi kênh của em, đã xem. Có những người thích, có những người không. Nhưng mà nhìn lại một năm thì đều đáng trân trọng cả. Có những cái mình cũng chưa đúng, chưa hay, chưa chuẩn thì các bác cũng hết sức thông cảm. Đấy. Và vẫn một lần nữa xin cảm ơn toàn thể các bác đã ủng hộ nhé. Cái điều thứ hai là một số anh em gần ở trên Hà Nội này thì cũng có hứa với một số anh em là qua tất niên hoặc là gặp gỡ, nhưng mà thực tế là rất là bận, nhất là cuối năm này. Công việc thì cơ quan thì nó vẫn vậy thôi, nhưng mà cái việc nhà, cái việc sắm sửa nó rất là mất thời gian quá. Và một chốn nhiều quê xong ở đây xong lại phải về quê cũng dọn dẹp, cũng giúp ông bà rồi mình ăn Tết ở quê mà các bác. Đấy, sắm sửa để cho các cháu về rồi là quà cáp này cậu thì nó rất là mất thời gian. Đấy, thế nên chính vì vậy mà chiều hôm qua mà đi mua quất Tết, vì sao nó còn đông như vậy và còn đắt như vậy, là vì phần đa mọi người là 29 mới đi sắm được. Công việc nó bận rộn mà các bác, không phải cơ quan doanh nghiệp nào cũng tranh thủ mà nghỉ được mà đi được đâu. Đấy, hôm nay thì chắc là rẻ rồi. Tôi vừa thấy xem thấy một số cái video mà anh em quay, họ đã bắt đầu cắt đào rồi thu ngắn để trở về rồi quất kiếp. Thì thứ nhất là cái thời tiết nó rất là mưa, thứ hai là cái lượng người mua nó không còn được như hôm qua trở về trước, và thứ ba là giá thì cũng không được cao như những ngày trước nữa rồi. Cho nên là hôm nay là hiện tại bây giờ là chắc là đang cuốn gói dần hết rồi. Bọn công tác chuẩn bị Tết thì đều phải gần như là hoàn tất rồi. Đấy, thì lại nhắc đến Tết thì cũng
nhân tiện có đôi điều chia sẻ với các bác, thì tôi cũng là người nhà quê lớn lên từ cây lúa thôi các bác. Thì Tết nó đối với mình nó có nhiều cái hay lắm các bác, nhiều cái nét văn hóa, nó là truyền thống các bác, có những cái hay có những cái dở. Thì tôi nghĩ rằng Tết thì tạm chia để mà phân tích ấy, thì tạm chia ra phần và hai phần, tức là thứ nhất là phần ăn, thứ hai là phần chơi, các bác nhé. Không lý do gì mà ở Việt Nam lại có cái thuật ngữ là ăn Tết, các bác hiểu ăn Tết nghĩa là ăn gì? Nôm na là các bác hiểu là mọi thứ chuẩn bị chỉ là để cho cái mâm cơm nó tươm tất, các bác. Và ăn trong những ngày nghỉ Tết, thắp hương ra tiên thì cũng là đồ ăn, và mọi thứ thức ăn chuẩn bị, thịt lợn, bánh chưng, mọi thứ là đều là đồ ăn hết, các bác công nhận không? Đấy, mọi thứ đều là đồ ăn hết. Thậm chí là những ngày thường nó cảm giác như là từ một cái thời xa xưa mà rất là đói khổ ngày xưa, thì chỉ mong ngày Tết thì chuẩn bị ăn Tết. Người ta gọi là no ba ngày Tết mà các bác. Thì mọi công việc chỉ là để chuẩn bị cho mâm cỗ thôi. Trước tiên là dâng lên ông bà tổ tiên, sau đến là con cháu thụ lộc. Đấy, mọi việc rất vất vả. Đấy, thì phần ăn thì các bác tự hiểu như vậy. Phần chơi các bác, phần chơi cũng cầu kỳ không kém. Chơi, truyền thống. Thì Tết thì ai cũng phải có, nhà ai dù giàu hay nghèo cũng phải có cành đào. Rồi ngày xưa chỉ có cành đào, các bác, quất không có đâu. Ngày xưa quất ở miền quê làm gì có. Sau này mới có điều kiện khá hơn thì mới có chơi quất. Dần dần nó bão hòa. Thì đấy, quất, đào, thậm chí là mai, mai trắng, các thể loại, nhưng mà cành đào là phải có. Đấy, tôi đang nói ở miền Bắc các bác. Thì miền Nam nó cũng xem. Cái thứ hai là bánh chưng. Chuẩn bị bánh chưng, đang nói phần chơi con nhé. Chuẩn bị là cũng là chơi đấy. Bánh chưng. Đấy, gọi ít hơn nhiều. Cái thứ ba là thịt lợn. Thịt lợn. Gà ghiếc thì không nói quá nhé. Thịt lợn là cái rất quan trọng. Chúng ta, các bác, nhất là các bác ở quê thì rất là rõ rệt. Năm nay ăn lợn ở đâu, từ chuẩn bị hàng tháng trước rồi. Ăn lợn nhà ai, rồi thường là mổ lợn chung các bác, để chia nhau đó. Mổ lợn, ăn lợn đậu ở quê. Đấy, thì là ăn lợn nhà ai, rồi nó rất là phải chuẩn bị từ từ trước rồi. Đấy, thì đến ngày là giáp Tết là mổ lợn là chia nhau thôi, xong rồi là tiền nong thanh toán với nhau. Đại gọi là ăn rất nhiều. Thì cái phần chuẩn bị thì ta tạm gọi là phần chơi đi. Đấy, thì bây giờ thì cuộc sống no đủ hơn thì người ta chơi sớm hơn, chơi rất là sớm, thậm chí chơi hơn một tháng trước Tết. Chơi, sắm sửa, quất, đào, trang trí nhà cửa, người ta chơi sớm. Đấy, thì đấy, cuộc sống nó no đủ hơn thì nó sẽ sinh ra nhiều những cái thú biến tấu, chơi sớm hơn. Đấy, và chơi trước Tết thì là phần chơi là sắm sửa chuẩn bị. Đấy, và dọn dẹp nhà cửa, mọi thứ đều phải sạch sẽ, từ trong nhà ngoài ngõ, mọi thứ, vạn vật, cỏ cây, cái gì cũng muốn sạch sẽ, lau chùi rất là vất vả đó. Lau chùi những ngày thường nhé, nhà nào sạch sẽ rồi thì không nói thì nó là bản tính rồi, còn nhà nào dù có bẩn đến mấy, nhà như cái chuồng lợn ngày thường thì đến vẫn phải sạch sẽ, thì động đến thì tùy độ sạch sẽ mỗi người khác nhau, nhưng ai nay cũng phải dọn dẹp, cũng lau chùi trang hoàng nhà cửa. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là đồ đạc hàng ngày là đều cũng phải tươm tất sạch sẽ. Đấy, tươm tất sạch sẽ, cố gắng sạch sẽ nhất có thể. Đấy, và trang trí mâm ngũ quả rồi sum suê nhất có thể. Đấy, thậm chí là cuộc sống còn rất khó khăn, nhưng mà mâm cỗ ngày Tết là phải tối đa chịu chi, rất chịu chi, người Việt rất chịu chi trong những ngày lễ Tết. Đấy, và riêng thì đói kém thì nó là chuyện của ra riêng. Đấy.
Tiếp đến là vào trong Tết thì ăn uống linh đình, tất nhiên rồi. Rồi các cuộc nhậu nhẹt anh em họ hàng. Đến nhà ai cũng có bàn, cũng bày ra những cái thứ đấy. Nó rất là mệt mỏi đó. Ai cũng thấy mệt mỏi mà ai cũng đều chuẩn bị như vậy. Mặc dù ai cũng rất mệt mỏi. Thậm chí ai nghe đâu đó ai cũng đều có những cái ngán ngẩm về Tết. Nhưng mà không ai muốn bỏ và dám bỏ. Thậm chí có những người mà đề xuất bỏ Tết. Nói vui thì được nhưng mà đề xuất bỏ Tết đàng hoàng là sẽ bị phản ứng rất là dữ dội, phản ứng trái chiều rất là dữ dội. Đấy, thì là văn hóa người Việt. Đấy, thì phần sau đây Tết thì lễ hội rồi khai xuân thì nó là sau rồi. Đấy, thì tóm lại một cái là phần ăn, phần chơi của người Việt là rất đặc trưng. Nhưng những người, thậm chí những người con dâu mà về những cái nhà gia trưởng một chút thì rất mệt mỏi lễ nghi rồi cỗ bàn rồi lau chùi, nhất nhà nào mà lau chùi mà nhiều đồ gỗ thì ôi thôi rồi mệt lắm các bác, mệt mỏi. Nói chung Tết là một chuỗi mệt mỏi, nhưng quan trọng chúng ta đón nhận nó như thế nào đúng không các bác. Mệt mỏi thứ nhất là mệt mỏi ăn uống thì thức uống thì bây giờ nó cũng thiếu thốn. Mà Tết nhất là ăn những cái đồ tất nhiên mình phải chuẩn bị từ trước Tết các bạn. Nhất là quê nhé các bạn, thì ở thành phố tôi không nói. Thành phố sẵn và nó cũng không có nhu cầu tích trữ nhiều. Ở quê tích trữ rất nhiều. Thịt con lợn ăn ra tận riêng đi cấy vẫn còn ăn, bánh chưng trước thậm chí mốc rồi vẫn còn gạt đi rán lại được. Đấy, các bác thấy nó rất là có những cái điểm nó cũng còn phải dài mới cải thiện được. Nhưng mà nhìn chung lại nó là một cái nét văn hóa của người Việt các bác. Đấy. Tào lao với các bác chút thì cũng là nhân dịp sắp năm mới rồi. Hôm nay là tối nay là bắn pháo hoa rồi. Và các bác sẽ cúng giao thừa rồi thì xin chân thành chúc các bác một năm mới thật nhiều sức khỏe, nhiều bình an, đắc tài đắc lộc, vạn sự như ý. Các bác nhé. Tất nhiên là các bác nào mà kinh doanh mà doanh nghiệp thì cỡ bình an thì khó lắm, bởi vì cái công việc nó đòi hỏi như vậy, nhưng mà chúng ta cố gắng đơn giản hóa mọi thứ và bình an trong suy nghĩ thì mọi việc sẽ, tôi nghĩ sẽ rất hanh thông trong năm mới. Chúc các bác thật nhiều may mắn nhé. Tí nữa tôi về quê tôi sẽ khoe cái cây đào, cái quất của tôi. Quất hôm qua tôi quay hơi muộn, còn cây đào nữa, thế là có món quà gọi là tinh thần gửi đến các bác trong năm mới. Chờ tôi ở quê các bác nhé, chắc tầm 30 phút nữa tôi lại về đến quê thôi các bác nhé. Đây báo cáo các bác, đêm giao thừa gần 8:30 các bác đang có cái chương trình gặp nhau cuối năm rồi, thay chương trình táo quần đấy. Đây tôi cố gắng quay nốt hai cái cây này để các bác xem. Kết thúc một năm và những cái văn hóa Tết mà tôi hay chơi. Cái cây đào này chơi khoảng độ 10 năm rồi. 10 năm rồi không cần phải mua đào, ở quê nhá các bác nhá. Ở quê nhá. 10 năm cây này cũng đi mua ngày xưa nhưng mà tầm 10 năm rồi. Đấy, một cây đào rất là hay. Các bác chơi rõ gì thì chắc cũng biết rồi. Năm ngoái tôi cũng có quay chơi cây này. Một cây cũng là một cây dáng siêu. Dáng siêu rất là đẹp, để ở thềm rất là đẹp. Đào phai cánh kép. Nở khá là sớm nhưng mà còn rất là nhiều nụ. Mặc dù răm thưa vì mình không chăm được. Đấy. Đây các bác. Lộc lá đây. Nụ. Đấy. Đấy, mặt này rất là đẹp. Đây, các bác nhìn cái gốc nó rất là cổ lão này. Cổ lão, ba thân lên này. Đấy, không chăm được rất là tiếc. Nếu chăm được cái này đẹp lắm. Cái này rất giá trị đó. Đấy là cây đào. Quất đây, quất hôm qua mua đây. Bé ơi, đang mưa lắm. Tí chú bé nhé.
đấy, quất này, quả được các bạn, không đến nỗi bé đâu, quả khá là ổn đấy. Hôm qua nhìn ở bãi nhìn thôi, bình thường mà thấy về nó cũng sáng láng đấy. Có tinh lộc, có nhiều hoa đấy thì tốt, nhưng mà đây lộc thì hơi già, được cái quả rất đều, cây khỏe, quả đều sáng đấy, khỏe không? À, quả rất đều quá, quả rất đều, cây rất khỏe. Mình chọn cái này đúng là cũng có, tất nhiên ở đấy thì không thể nào mà đẹp hơn được, cây này chắc không thể nào đẹp hơn được. Nó không phải là làng truyền thống như của Tứ Liên mà giống quất ở đây quả to nó rất khó, ngoài Đức đúng không? Đây quả này, nhưng quả như này là rất là khá, rất khá, rất ok thôi. Đi như thế không rụng, quả rất đều xung quanh, không bị gục và không bị rụng xuống. Đấy. Vừa đi trên đường về tầm muộn muộn mà rất là mưa mà vẫn còn rất nhiều người mua đào mua quất các bạn, thậm chí mua tại bãi, rất là mưa đấy, thì có thể là do hoàn cảnh hoặc là công việc hoặc là người ta muốn mua rẻ, không rõ lắm các bạn, mà vẫn có người mua. Song song với đấy thì nhiều người đã cắt những cái dăm đào để thu đào về rồi, kết thúc một năm đấy. Rồi vào xem táo quân thôi các bác. Một năm ấn tượng nhất cái cây, cây này ấn tượng nhất, cây này các bác rất giá trị, càng ngày tôi càng yêu, rất giá trị. Chúc các bác đón giao thừa vui vẻ, chào đón một năm mới nhé, thực sự là vui tươi và đầm ấm các bác nhé. Hẹn gặp lại các bác ở trong năm mới 2020 xuân Canh Tí. Rồi, ở trong kia có cành đào, đào rừng kia rồi, mầm ngũ quả đã bày, mầm ngũ quả đã bày. Các bác nào gần thì qua em uống chén rượu xuân nhé, chúc mừng nhau. Hẹn gặp lại các bác trong năm mới, chúc thắng lợi.